iPhone sẽ sinh ra rất nhiều tập tin rác trong quá trình chúng ta sử dụng app, lướt web, xem phim v.v. lâu ngày sẽ làm cho máy chậm dần. Nhưng chỉ với 5 tip đơn giản sau sẽ giúp cho iPhone lại nhanh mượt như lúc đầu. Tip 1 đó là bật gỡ bỏ ứng dụng không dùng để tự động gỡ bỏ các ứng dụng bị lãng quên ra khỏi máy, giữ cho bộ nhớ iPhone lâu bị đầy hơn. Tip 2 đó là xóa lịch sử và dữ liệu web, giúp loại bỏ các tập tin rác sinh ra trong quá trình duyệt web. Safari thì nên xóa trong phần cài đặt máy, còn các app khác thì có thể xóa trong phần cài đặt ứng dụng. Tiếp thứ ba đó là xóa bộ nhớ đệm của các app mạng xã hội. Vì đa số các app này đều có phần quản lý bộ nhớ đệm bên trong ứng dụng cho phép chúng ta xóa đi để nhả máy. Tiếp thứ tư đó là dọn sạch album đã xóa gần đây. Thì mặc dù album này sẽ tự động biến mất sau 30 ngày, nhưng việc xóa thủ công sẽ giúp lấy lại dung lượng trống cho iPhone ngay tức thì. Tiếp thứ năm đó là định kỳ khởi động lại iPhone, giúp refresh lại phần dữ liệu hệ thống, bao gồm bộ nhớ đệm, bản ghi và tài nguyên khác được hệ thống sử dụng, giữ cho iPhone luôn mượt mà và ổn định. Anh em chỉ cần áp dụng 5 tip trên là đủ xài rồi, không cần tìm các app dọn dẹp cho iPhone làm gì đâu, vì hầu hết đều không có hiệu quả.